Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm rất là hot của thương hiệu Kogamichi, đó là màn hình Kogamichi cao cấp C900. Thì màn hình này với kính cường lực 2.5D rất là chắc chắn và rất là đẹp, tinh tế. Thì còn về giao diện thì các bạn có thể thấy ở trên màn hình là giao diện của các dòng xe cao cấp hiện nay, như ví dụ như là Mercedes, BMW cho giao diện rất là đẹp, rất là sang trọng, các bạn có thể nhìn thấy luôn ở trên này. Màn hình này thì chạy SIM 4G với thẻ SIM 4G rời, các bạn có thể tùy ý thay SIM theo ý thích của mình mà rất không tốn công. Nó là khay SIM rời, các bạn có thể đặt ở cốp. Màn hình này được tích hợp CarPlay, các bạn có thể kết hợp với điện thoại iPhone qua cổng USB và có thể sử dụng bản đồ, nghe gọi, nhắn tin ngay ở trên màn hình giống như các bạn sử dụng iPhone của các bạn. Đồng thời thì các tính năng khác của Android thì các bạn đã biết rồi. Và có cả cài đặt Navitel sẵn ở trên màn hình. Ngoài Navitel thì các bạn, nếu mà các bạn muốn cài đặt Vietmap thì các bạn có thể cài đặt thêm Vietmap vào. Và về cấu hình thì màn hình này có một cấu hình rất là khủng. Bộ nhớ trong lên đến 32GB. RAM thì tùy theo ý của các bạn có thể chọn RAM 2GB, RAM 4GB, nó sẽ phù hợp với giá tiền của từng loại RAM mà các bạn chọn. Đồng thời thì cái tính năng nổi bật nữa của cái màn hình này đó là hình ảnh, cho chúng ta hình ảnh AHD lần đầu tiên xuất hiện ở trên màn hình của xe ô tô. Thì đồng thời cùng với cái chế độ AHD này thì cam lùi của nó cũng sẽ nhận AHD. Các bạn có thể bật tính năng AHD của cam lùi ở đây. Nếu các bạn có cam lùi độ phân giải AHD thì các bạn bật chế độ AHD. Còn nếu mà không có thì các bạn có thể tắt cái chế độ AHD này đi thì màn hình vẫn nhận cam bình thường với cái mức độ độ phân giải của các loại cam bình thường như các bạn lắp cho các dòng xe khác thôi. Cái tính năng nổi bật nhất và đặc biệt nhất của sản phẩm này đó là âm thanh DSP 16 kênh, như các bạn có thể thấy ở đây. 16 kênh âm thanh, các bạn có thể tùy chỉnh âm thanh rất là sâu, rất là hay, tùy theo ý thích của các bạn. Có các tùy chỉnh sẵn ở đây, các bạn có thể chọn, nếu như các bạn không thích các tùy chỉnh sẵn này thì độ cảm âm của các bạn thế nào thì các bạn có thể vào user này và vào chỉnh các cái âm thanh theo cái độ cảm âm và độ thích của các bạn. Các bạn thích nghe bass chat thì các bạn có thể tùy chỉnh, như ở đây thì mình hay nghe ở chế độ rock. Và cùng với đó các bạn có thể tùy chỉnh các vế loa ở các chế độ khác nhau tùy theo ý thích của các bạn, bass chat. Để các bạn thấy được là màn hình chạy AHD nó nét như thế nào và âm thanh của DSP này nó đỉnh như thế nào thì mình sẽ mở một đoạn video ca nhạc để các bạn trải nghiệm thực tế luôn.